Xin chào cô chú anh chị. Đầu video xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Xin giới thiệu với cô chú anh chị một bất động sản mặt tiền đường Trần Khánh Dư thuộc phường Tân Định, quận Nhất đang có nhu cầu bán. Với diện tích ngang 8 dài 25, công nhận 201m2, kết cấu trệt 3 lầu, tiện xây dựng mới làm tòa nhà, văn phòng, công ty, hiện trạng trống, bàn giao ngay. Về pháp lý thì sổ hồng cá nhân đứng tên, hướng chính là hướng Nam. Và hiện tại, bất động sản này đang được chủ nhân chào bán là 62 tỷ, còn thương lượng trực tiếp với chủ tài sản. Cô chú anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp về số điện thoại 078 75 72 158. Số điện thoại có Zalo và Viber để em gửi giấy tờ cũng như là trao đổi thêm thông tin đến cô chú anh chị về bất động sản này.